Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Mến chào tất cả quý vị anh chị em đã vào diễn đàn VimMy Vlog. Hôm nay là ngày 9 tháng 4 2024, 9:42 buổi sáng giờ California. Em sẽ tóm lược bản tin hôm nay. Theo The Wall Street Journal, Tổng thống Joe Biden đang chi khoảng 1.000 tỷ đô la cho nỗ lực chống biến đổi khí hậu, nhưng nó dường như không gây ra được tiếng vang bởi cử tri. Số tiền này chủ yếu đến từ đạo luật giảm lạm phát năm 2022, trong khi đó các điều khoản về tín dụng, thuế, trợ cấp và cho vay năng lượng sạch. P.V. Kappai, một cử tri 38 tuổi chưa quyết định ở Bay City, Michigan, cho biết cộng đồng và người dân không biết về họ nên có vẻ như không có gì được thực hiện. Biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề chính của cô, nhưng cô chưa từng nghe nói về các điều khoản về khí hậu, mặc dù chiến dịch tranh cử của Biden đang khuyến khích những nỗ lực nhằm thu hút cử tri trẻ. Báo cáo Biden tiếp tục hy sinh đồng đô la thuế của chúng ta dưới danh nghĩa biến đổi khí hậu, nhưng lại tại sao thế nữa? Tại đây, tạp chí lưu ý rằng chiến lược này có nhiều rủi ro về biến đổi khí hậu chưa bao giờ là ưu tiên hàng đầu của cử tri. Tờ báo lưu ý rằng cũng không có liệu các chính sách về khí hậu có thể xóa bỏ sự hoài nghi sâu sắc và nhiều cử tri kể cảm thấy đối với Biden hay không. Tạp chí trích dẫn kết quả cuộc thăm dò cho thấy sự ủng hộ của cử tri trẻ đối với Biden giảm dần kể từ năm 2020 vì sự ủng hộ của ông đối với cuộc chiến ở Do Thái chống lại Hamas và những câu hỏi về tuổi tác của ông trong cuộc thăm dò vào tháng 3. Tạp chí ở đây ở 7 bang xung đột cho thấy chỉ có 3% thanh niên từ 17 đến 34 tuổi coi biến đổi khí hậu là vấn đề hàng đầu của họ. Và một cuộc thăm dò của chương trình truyền thông về biến đổi khí hậu của Đại học Yale cho thấy hơn 60% cử tri cho biết họ đã nghe một chút hoặc không hề biết gì về những điều khoản trong đạo luật giảm lạm phát. Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump lại chỉ trích việc trợ cấp cho xe hơi điện và nhiều người làm trong ngành dầu mỏ sẽ tốt hơn nếu bỏ cho phiếu cho Trump và đảng Cộng Hòa. Thượng nghị sĩ Shelley Moore, Capitol ở Cộng Hòa ở West Virginia cho biết bất chấp những cảnh báo rõ ràng từ người yêu tiêu dùng và người tạo việc làm Mỹ cũng như mất mát này đến mất mát khác tại các tòa án, Tổng thống Biden vẫn tiếp tục nỗ lực hết mình với chương trình nghị sự về môi trường nghị phi thực tế tê liệt của mình vào năm 2024. Đặc biệt những bằng chứng khoa học về trò lừa bịp nắm lên toàn cầu tìm hiểu thêm tại đây. Ở hậu trường, các quan chức chính quyền cao cấp đang thất vọng vì nỗ lực chống biến đổi khí hậu của họ không được cử tri công nhận. Tuy nhiên, họ tin rằng cử tri sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này khi cuộc bầu cử đến gần đây. Tức là người dân Mỹ họ cũng không có quan tâm tới vấn đề mà biến đổi khí hậu, thành ra cái số cử tri trẻ gọi là cử tri Mỹ nó không có hứng thú về cái chương trình đó, mà số tiền rất là lớn là 1.000 tỷ đô la để bỏ ra để hỗ trợ biến đổi khí hậu cho những cái nước giống như Trung Cộng hay là Ấn Độ và những cái nước mà nó xả khí độc ra nó không có quan tâm tới, nhưng mà nó lại ký vào mà Mỹ lại tiếp tục bỏ tiền vô, Mỹ thực hiện những các nước đó họ không thực hiện. Dân biểu Biden Donald Cộng hòa Florida nói với Newsmax hôm thứ Hai rằng quyết định của Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland giữ lại các đoạn băng ghi âm của Tổng thống Joe Biden trong cuộc điều tra tài liệu mật là một sự nhạo báng và là bằng chứng cho thấy Garland rất biết ơn ông chủ của mình trong tòa nhà Bạch Cung. Donald đã tham gia Rob Smith Tonight để thảo luận về quyết định của Jen Garland hôm thứ Hai về việc không công bố đoạn băng ghi âm cuộc phỏng vấn của cựu cố vấn đặc biệt Robert Hur với Biden ở Bộ Tư pháp, kêu gọi các ủy ban Hạ viện tránh xung đột hơn là tìm kiếm nó. Giờ đây các thành viên của đảng Cộng hòa tại Đại Hạ viện đang cân nhắc xem có nên coi thường Garland hay không.
Donald nói với Smith điều này quay trở lại một vấn đề lớn. Tôi tin rằng Merrick Garland là người đã thay mặt Tổng thống Hoa Kỳ cản trở công lý. Nếu bạn nhìn vào cách Bộ Tư pháp xử lý cuộc điều tra Hunter Biden trước khi cơ quan giám sát Hạ viện bắt đầu thực hiện các cuộc điều tra của riêng họ, điều đó sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng về cơ bản họ đã cần cầm túi làm chậm mọi thứ để họ có thể vượt qua cuộc bầu cử. Và sau cuộc bầu cử, ai quan tâm phải vào thời điểm đó? Đó là những gì họ đang cố gắng làm. Chủ tịch Ủy ban James Comer, Cộng hòa Kentucky và Jim Jordan, Cộng hòa Ohio đã viết một lá thư cho Garland vào tháng trước, yêu cầu bản ghi âm và bản ghi cuộc phỏng vấn chưa được biên tập lại câu trả lời từ Bộ Tư pháp vào thứ Hai. Chúng tôi đã tuân thủ. Donald nói, tôi nghĩ việc Garland từ chối cung cấp bản ghi âm này cho Quốc hội thực sự là một tiền lệ khủng khiếp. Hãy xem xét thực tế là bạn có yêu cầu Nancy Pelosi và đảng Dân Chủ luận tội Donald Trump qua cuộc điện thoại với Volodymyr Zelensky. Donald Trump công bố bản ghi âm, họ nói, ồ vâng, xem này, điều này chứng minh điều đó bằng biết rằng bản ghi đã tha bổng cho Donald Trump, và đó là sự điên rồ và cấp tiến của đảng Dân Chủ. Bạn so sánh điều đó với việc Merrick Garland không công bố bản ghi âm của Tổng thống Hoa Kỳ. Đó là một sự nhạo báng và thật đáng xấu hổ. Ông ấy sẽ bị coi thường nếu không tuân thủ, tất nhiên là che giấu cái bản ghi âm mà cái ông điều tra ông Biden đó, thì bất lợi cho ông Biden cũng như đảng Dân Chủ, thì Bộ Tư pháp dìm xuống không chịu đưa ra cho Quốc hội tham khảo hay là đưa ra cho công chúng coi. Đó là một cái điều rất là phỉ báng. Một cái Bộ Tư pháp là một cái nơi công minh và tư pháp, tuy nhiên họ không công minh gì cả. Tin liên quan đến Palestine, nhóm khủng bố Hồi giáo Jihad Palestine chịu trách nhiệm về vụ nổ tại bệnh viện Ahli của Gaza vào tháng 10 năm ngoái. Phát ngôn viên chính trị của bộ nhóm này, Tarek Abu Salof, thừa nhận với những người thẩm vấn đơn vị tình báo 504 của Do Thái. Trong đoạn phim thẩm vấn do Do Thái công bố hôm thứ Hai, Abu Salof giải thích các nhóm này sử dụng các phương tiện truyền thông Ả Rập và quốc tế để đổ lỗi cho Do Thái về vụ nổ đã trở thành một trong những chiến thắng lớn đầu tiên của bọn chúng khủng bố trong cuộc chiến hiện nay. Abu Salof đã bị Do Thái bắt giữ trong cuộc đột kích quy mô lớn vào bệnh viện Shifa của thành phố Gaza vừa kết thúc gần đây, là một nhân vật truyền thông nổi tiếng trong khu vực. Thế ra nó làm nổ trong cái bệnh viện đó, giống như cộng sản vậy, rồi cái nó đổi thừa cho người ta, cộng sản cũng vậy, nó khủng bố rồi cái là, nhưng mà cái chuyện gì xảy ra đó thì nó tuyên truyền ngược lại, mà nó là những cái người sắc động khủng bố, cũng như nó làm những cái việc trái với lương tâm như vậy, ác như vậy, rồi nó đổi thừa y chang như Việt Cộng này, có thể là huống liền của đảng cộng sản của Trung Cộng hoặc là Việt Cộng, đây là đệ tử của cho bọn chúng. Liên quan đến bồi thẩm đoàn, các bồi thẩm viên tiềm năng trong phiên tòa xét xử hình sự Donald Trump vào tuần tới sẽ được hỏi liệu họ đã từng tham dự một cuộc biểu tình ủng hộ hay phản đối cựu tổng thống hay chưa. Những câu hỏi này nằm trong số những câu hỏi sẽ được đặt ra cho nhóm người dân New York được chọn ngẫu nhiên, những người sẽ làm bồi thẩm đoàn tại phiên tòa hình sự đầu tiên xét xử một cựu tổng thống. Trump phải đối mặt với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh vì trả tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử 2016 để che đậy một cuộc gặp gỡ tình dục. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cho phiên tòa xét xử bom tấn sẽ bắt đầu tại phòng xử án Manhattan vào thứ Hai. Hàng trăm cư dân đã nhận được giấy triệu tập ra hầu tòa. Các luật sư của Trump đã lập luận rằng cựu tổng thống không thể có được một phiên tòa công bằng ở New York, nhưng họ đã thua trong nỗ lực cuối cùng vào thứ Hai để trì hoãn việc bắt đầu phiên tòa trong khi nộp đơn yêu cầu thay đổi địa điểm. 12 bồi thẩm đoàn và tối đa 6 người thay thế sẽ được chọn để xét xử vụ án, dự kiến sẽ kéo dài từ 6 đến 8 tuần. Phán quyết của họ đã phải được nhất trí và các công tố viên cũng như các luật sư của Trump sẽ tìm cách tìm ra khuynh hướng chính trị của các bồi thẩm viên tiềm năng để tạo ra một hội đồng theo ý thích của họ. Người dân New York đã bỏ phiếu áp đảo cho các đảng viên đảng Dân Chủ Hillary Clinton và Joe Biden lần lượt vào 2016 và 2020. Và Trump của đảng Cộng Hòa là một nhân vật phân cực trong Big Apple, thành phố New York. Bản câu
Hỏi của bồi thẩm đoàn dài 7 trang được các luật sư bào chữa và biện lý quận Manhattan Alvin Bragg đồng ý. Hỏi bồi thẩm đoàn về những câu hỏi cơ bản như việc làm, tình trạng hôn nhân và sở thích của họ trước khi đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm hơn về mặt chính trị. Bạn có quan tâm mạnh mẽ về các niềm tin vững chắc vào về cựu tổng thống Donald Trump hay việc ông ấy ra ứng cử viên tổng thống hiện tại sẽ cản trở khả năng trở thành bồi thẩm đoàn công bằng và vô tư của bạn không? Là một trong những câu hỏi. Thì thường ra tòa thì nó sẽ hỏi hai bên, bên nào thuận bên này mà nói mà có lợi bên kia thì nó sẽ bác, nó lựa những người trung dung, nó không có nằm ở trong cực đoan qua một bên. Đó là cái cách lựa chọn bồi thẩm đoàn của nước Mỹ á. Tin liên quan tới Thủ tướng Do Thái Netanyahu đang bị chỉ trích sau thông báo hôm Chủ nhật rằng các lực lượng phòng vệ Do Thái đã rút phần lớn quân khỏi Khan Yunis ở phía nam giải Gaza. Động thái này diễn ra vào thời điểm đánh dấu 6 tháng xảy ra vụ tấn công khủng bố của Hamas do Iran hậu thuẫn vào ngày 7 tháng 10 ở miền nam Do Thái, dẫn đến một vụ thảm sát hơn 1.200 công dân Do Thái cùng 250 người khác bị bắt làm con tin. Sky News đưa tin cái chết của 6 nhân viên cứu trợ nước ngoài đã tài là và tài xế của người Palestine của họ ở Gaza tuần trước đã thay đổi mọi thứ trước khi Do Thái rút quân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Do Thái Yoav Gallant cho biết quân đội đã được rút đi để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai, bao gồm các thành phố Rafah ở phía nam, thành trì cuối cùng của Hamas. Thì liên quan tới tiểu bang Texas, dân biểu West Van Dune, Cộng hòa Texas đang kêu gọi các sĩ quan cảnh sát thành phố nữa chuyển đến bang Lone Star, Texas, nơi mà bà cho rằng coi trọng luật pháp và trật tự hơn tiểu bang New York. Wander dự kiến sẽ đăng một quảng cáo toàn trang vào thứ ba trên tờ New York Post nhằm khuyến khích các quan chức cảnh sát thành phố New York trốn khỏi New York và chuyển đến Texas. Quảng cáo kể về vụ sát hại sĩ quan cảnh sát Jonathan Dever, người bị bắn chết ngày 25 tháng 3 trong khi dừng giao thông, sĩ quan cảnh sát đầu tiên bị giết khi làm nhiệm vụ sau 2 năm nghi phạm xả súng. Guy Vera, 34 tuổi, từng bị bắt giữ 21 lần trước đó. Anh ta bị buộc tội giết một sĩ quan cảnh sát cùng nhiều tội danh khác. Quảng cáo nêu rõ đáng buồn thay tiểu bang New York tham nhũng và sụp đổ đang cố tình chống lại luật pháp và trật tự đến mức bạn không nên đặt sự nghiệp và cuộc sống của mình vào tay những chính trị gia không quan tâm đến bạn hoặc gia đình bạn nữa. Cáo buộc thống đốc Kathy Hochul, tổng trưởng lý bang Letitia James và biện lý quận Manhattan Alvin Bragg, tất cả đều là đảng viên đảng Dân Chủ, sử dụng cơ quan thực thi pháp luật để chụp ảnh, mang mạng sống của bạn không cần phải bị đe dọa bởi những tên tội phạm nghề nghiệp hung bạo không bao giờ bị nhốt. Bạn không cần phải bị các nhóm tội phạm nhập cư bất hợp pháp đánh đập trên đường phố, và bạn không cần phải liên tục bị xúc phạm đến ngân sách, sự cắt giảm của chính trị gia Defund the Police. Đã đến lúc bạn phải bỏ lại những kẻ ngu ngốc đáng ghét và phá hoại này, hãy trốn từ New York. Quảng cáo này xuất hiện vào thời điểm thành phố New York đang phải đối mặt với làn sóng tội phạm khi những người nhập cư bất hợp pháp. Nhiều người đến từ Texas đang tràn ngập tài nguyên của thành phố, và khi người dân bang chạy trốn đến những vùng môi trường tốt hơn như Florida và các bang đỏ khác. Quảng cáo cung cấp liên kết một số sở cảnh sát ở Texas đang tuyển dụng sĩ quan. Quảng cáo nêu rõ hãy tham gia cùng chúng tôi tại bang Lone Star, nơi chúng tôi tôn kính và tôn trọng các quan chức thực thi pháp luật của mình. Chi phí sinh hoạt của chúng tôi thấp hơn, chất lượng cuộc sống của chúng tôi tốt hơn, và người dân Texas trân trọng hỗ trợ yêu thương những người đàn ông và phụ nữ đặt mạng sống của mình để bảo vệ gia đình, doanh nghiệp và cộng đồng của chúng tôi. Bạn đều có một ngôi nhà đang ở chờ ở Texas, đang đón chờ bạn. Thì Texas thì tiểu bang Cộng hòa thì nó có cái luật lệ tốt hơn và nó bảo vệ người dân, thì bên New York với California là một số tiểu bang đảng Dân Chủ như Illinois kéo về những cái tiểu bang đảng Cộng hòa đó thì tăng lên cái số cử tri ở đó, và tăng thêm những dân biểu những cái thành phố bên đảng Cộng hòa. Dân biểu Beth Van Dune, Texas, đang kêu gọi các sĩ quan cảnh sát thành phố New York
chuyển đến bang Lone Star mà nơi bà cho rằng coi trọng pháp luật và trật tự hơn. Thì cái tin này cũng như mình vừa đọc qua giống vậy, giống như San Jose bây giờ thiếu cảnh sát á, California thiếu cảnh sát trầm trọng luôn, Oakland cũng vậy, San Francisco cũng vậy, và đặc biệt cái thành phố mình đang ở này là giờ đang ở này là cảnh sát nó tham nhũng quá đuổi hết luôn, chứ còn cả hai người rồi nó tiễn lại. Bây giờ thành phố mình, thành phố mình đang ở nó không có cảnh sát nhiều, có chuyện gì gọi là rất là lâu không có người nữa, cảnh sát đang gấp tiền á, ngân sách của thành phố luôn, và nó đuổi luôn nguyên cái thành phố còn chỉ hai người lại. Nhập cư bất hợp pháp và các tội phạm nghiêm trọng như buôn lậu và ma túy thường đi kèm, nó đang tan phá khu vực biên giới từng bình yên ở phía đông nam Arizona, nơi cư dân lâu năm là các quan chức địa phương cho biết chính quyền liên bang đã sơ suất giao một số nhiệm vụ nhập cư cho cảnh sát địa phương. Cơ quan giám sát tư pháp đã đến thăm khu vực này, quận Cochise gần 6 năm trước, và báo cáo về một tình hình thảm khốc hồi đó, và nhiều nguồn xác nhận đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể. Vào thời điểm đó, những kẻ buôn người ma túy thường xuyên trốn tránh trong một lực lượng ít ỏi của các đặc vụ biên phòng ở khu vực miền núi cách Tucson khoảng 75 dặm về phía đông nam trong sa mạc. Sonoran đẹp như tranh vẽ, được bao quanh bởi dãy núi Huachuca tuyệt đẹp. Tình hình đã xấu đi đáng kể dưới thời chính quyền Biden. Người dân và các nguồn thực thi pháp luật nói với Judicial Watch, đặc biệt là với số sự bổ sung của kẻ buôn lậu người Mỹ mới, công dân Hoa Kỳ chủ yếu là thanh niên ở Phoenix và Tucson được các tập đoàn Mỹ Tây Cơ tuyển dụng thông qua mạng xã hội. Nguồn tin từ thực thi pháp luật của quận Cochise cho biết các mạng lưới buôn lậu hiện đã kết hợp các công nhân Mỹ để đưa lậu người từ biên giới đến các thành phố trên khắp nước Mỹ. Người này cho biết thêm rằng xu hướng mới đã tạo ra những hậu quả chết người trong các cộng đồng biên giới, nơi các tân binh Mỹ thường đến tốc độ cao nguy hiểm qua đường địa phương và đường cao tốc. Một lãnh đạo cộng đồng đã sống ở khu vực này hàng chục năm cho biết hầu hết là những tài xế trẻ thiếu kinh nghiệm. Trong một việc gần đây, một người phụ nữ lớn tuổi đã bị một chiếc xe chạy qua quá tốc độ tông chết trên đường đi ăn tối cùng gia đình. Một quan chức khu vực cho biết thanh niên ngồi sau tay lái xe đến từ khu vực Phoenix lớn hơn và đang tham gia một nỗ lực buôn lậu, đồng thời trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật và thường vượt qua quá tốc độ 100 dặm một giờ trong các khu dân cư. Những kẻ buôn lậu ma túy và di dân thậm chí còn sử dụng một nhà nguyện yêu quý Đức Mẹ Sirius ở thị trấn Hereford cho các hoạt động bất hợp pháp của chúng. Nằm trên một ngọn đồi cách cây thánh giá Celtic cao 75 feet vẫn được thắp sáng vào ban đêm, và nguyện đóng vai trò là một công cụ định hướng cho những kẻ buôn lậu, và khu đất này thường xuyên được sử dụng để vận chuyển ma túy năm 2011. Những kẻ buôn lậu di cư đã đốt nhà nguyện sau khi đốt lửa dọc biên giới để trốn thoát khỏi khu lực lượng tuần tra biên giới trong một cuộc truy đuổi. Ngôi nhà nguyện cuối cùng đã được xây dựng lại. Trận hỏa hoạn đã phá hủy gần 30.000 mẫu Anh và hàng chục ngôi nhà được khuyến khích. Vì thiếu lực lượng thực thi pháp luật ở khu vực hẻo lánh của nhà nguyện, những kẻ buôn lậu đã công khai tiết lộ với người dân rằng chúng đang tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp vào một buổi tối gần đây. Khi một quan chức địa phương thông báo với hướng dẫn về buôn lậu băng đảng khét tiếng Tây Ban Nha rằng khu vực này sẽ đóng cửa qua đêm, người đàn ông nói rằng anh ta đang đợi một nhóm vượt qua núi thì nhóm đó sẽ được đón. Một nguồn tin ở Hereford cho kiến thức trực tiếp về vụ việc nói với Judicial Watch. Anh ấy nói như thế, những nỗ lực của anh ấy là chính đáng. Anh ấy tiếp tục theo dõi điện thoại của mình và anh ấy cho biết chính xác với thực thi pháp luật cũng như thời gian phản hồi của họ đối với ngôi đèn. Thì nó dùng cái nhà thờ nó đốt, còn nó còn để cái thánh giá để nó làm thắp sáng lên, để mà một cái nơi tụ điểm là những cái kẻ buôn lậu buôn người là nó đi dùng cái cây thánh giá đó. Nhưng mà bây giờ có chuyện cái này cũng như bất lực rồi, chính phủ Biden không bảo vệ, thành ra người dân Mỹ phải chịu trách nhiệm. Tin từ Washington DC, hôm nay cơ quan theo dõi tư pháp thông báo cho rằng họ đã yêu cầu tòa án liên bang từ chối yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ
chuyển vụ kiện cái chết oan của uổng của Ashley Babbitt từ California đến Washington DC. Trong số các điểm pháp lý khác, Judicial Watch cho rằng nó sẽ gây phương hại đến vụ việc và gây ra bất công cho gia đình Ashley nếu nó được chuyển sang diễn đàn thù địch của District of Columbia, tức là Washington DC. Cơ quan giám sát tư pháp đã đệ đơn kiện vào ngày 5 tháng 1 năm 2024 tại Tòa án quận Hoa Kỳ cho quận Nam California thay mặt cho gia đình của Ashley Babbitt, một cựu chiến binh lực lượng không quân Hoa Kỳ, người đã bị cảnh sát thủ đô lúc bấy giờ bắn chết bên trong điện Capitol, Trung úy Michael Burt, vào ngày 6 tháng Giêng năm 2021. Di sản của Aspid và Aston Abbott của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Abbott là một cư dân 35 tuổi ở San Diego, California, nơi cô sở hữu và điều hành một công việc kinh doanh bê bể bơi thành công cùng với chồng mình là Aaron. Ashley đã đi một mình từ San Diego đến Washington DC để tham dự cuộc biểu tình phụ nữ vì nước Mỹ trên hết, hãy con gọi là cứu nước Mỹ, vào ngày 6 tháng Giêng năm 2024.